Hello, chào anh em. Hôm nay nói chung là hôm nay có một cái video. Tôi sẽ làm một cái video về cái video của một ông Mai Game 43. Ông này không phải admin. Là ông gì á, tôi cũng quên này. Chức là gì á? Chức ông này là tôi cũng quên. Nhưng mà ông không phải admin. Ây, nhưng mà ông có đăng một cái video trên Twitter và đây, video đây. Tôi có lưu về máy. Đó. Và bây giờ mình sẽ cùng xem nha. Cái video này thì nói về cái chủ yếu là show cho anh em cái animation mới của game á. Đó, bây giờ cùng xem ha. Đó, lướt. Hiệu ứng lướt. Cái animation lướt này nó khác. Lộn nhào rồi hiệu ứng chạy nữa. Cái hành động chạy cũng khác nữa nha anh em. Đó, đáp đất. Đùng. Nó khuỵu người xuống, nó rất là đẹp. Ok, bây giờ mình coi coi lại nè. Thì không chỉ cái animation lướt mà có thêm vô một cái hiệu ứng lướt nữa. Phải hiệu ứng lướt mà. Em coi nè, đó mấy cái vệt đỏ đỏ đen đen rồi đó, đó là hiệu ứng lướt hay gì đó. Thì đó nguyên cái hiệu ứng đó. Đâu coi lại cái hưởng đó nha. Rồi, nó có một vệt đỏ đỏ đen đen. Đó. Từ tôi thấy. Sao ta? Cái này nó khó nha. Nói chung là hiệu ứng nước này khá đẹp. Đâu rồi. Đây 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 đây. Đây. Đó, một cái hiệu ứng đỏ đen. Lạ nha, đỏ đen chắc cái hiệu ứng này sẽ theo cái skin của anh em mà chắc là vậy. Rồi, coi lại nha. Đó, khi mà em lướt thì sẽ có khói khói nữa nha anh em. Đây 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 rồi đó, khói, em để ý kỹ dưới chân khói đó, khói màu nâu nè. Đó, màu nâu tại chạy trên mấy chỗ màu nâu thì nó sẽ ra khói màu nâu, mấy chỗ xám thì ra xám, khi đáp xuống thì nó cũng sẽ có khói luôn đó, khi hiệu ứng đáp luôn á, đáp xuống nó sẽ có khói và cái hành động đáp nó cũng rất là đẹp đó. Coi lại nha, nó khói khói khi mà em mở dưới chỗ mà màu theo màu đó, đứng trên chỗ màu nào thì khói nó sẽ theo màu đó. Đạp xuống đùng nữa, phủi người xuống, kiểu khum người xuống xíu và khói nó bốc lên rất là đẹp. Ok, thì đây là cái video mà Mai Game 43 đăng này trên Twitter của ông này luôn đó. Video đây 55.800 lượt xem. Và ông có nói một dòng gì nữa nè. Chắc là giới thiệu về cái này thôi. Đó. Tôi sẽ dịch cho anh em xem. Chúng tôi đang bổ sung một công cụ cơ khí gạch ngang mới cho lốc rút, giúp việc di chuyển xung quanh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đó, nó Google dịch mà anh em. Nên nó không sát nghĩa lắm. Nói chung cũng xoay quanh mấy cái lướt này thôi. Đó. Và bây giờ tôi sẽ cái show cho anh em, cho anh em xem cái bài đăng mới nhất của Rim ra nha. Không phải bài đăng, bài đăng đúng rồi. Đây. Đây 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 đây. Đó, update 17 bắt 3 trailer is now bla 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 in the world gì đó. Đó. Giờ sẽ dịch cho anh xem. Bản cập nhật 17.3 trailer hiện đã được chính thức, đâu đã chính thức được thực hiện là hôm nay là ngày ngày mấy nha? Nay ngày 28 tháng 7 mà tôi đang quay vào 11 giờ. Đó, nghĩa là hôm nay bắt đầu làm rồi đó anh em. 28 tháng 7 bắt đầu làm cái này nha anh em. Làm cái trailer của clip 17 bước 3.
Đó. Thời gian làm xong một cái trailer thì chắc cũng 4-5 ngày gì đó, có thể là vậy. Cũng cỡ tuần. Đó, sau khi tuần thì trailer được phát ha, cho người xem coi. Và cuối trailer nó sẽ có ngày update. Thường là ngày update sẽ sau 3 ngày cuối cái trailer thôi. Sau 3 ngày. Admin nói chung là ghi một dòng chính thức bắt đầu làm trailer anh em. Đó, và có Ziolet gì nè, hình như ông này là chuyên làm về trailer cho Rockroot đấy. Đó. Ok, đơn giản thế thôi. Đơn giản thế thôi anh em. Thì chỉ là hiệu ứng animation mới của Rockroot với lại thông báo chính thức bắt đầu làm trailer này thôi. Đó, trailer update 17.3. Nghĩa là update 17.3 sắp 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 được bắt đầu rồi đó. Đó, sắp được anh em sắp được chơi update 17.3 đó, sắp được phát hành này. Ok, chúng ta phải chờ đợi cỡ một tuần hoặc là hơn, rất là vậy. Ok, thì video kết thúc nha anh em. Ok, hẹn anh em ở video lần sau. Bye bye.